Wednesday. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Chúng tôi là Đẹp 24/7, xu hướng làm đẹp và thời trang dành cho giới trẻ. Quý vị thân mến, ở trong những số trước, chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị phong cách trang điểm Golden Gossy với hai tông màu chủ đạo là vàng và hồng. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị một biến thể khác của phong cách makeup này, đó chính là Gold Pink Glittery. Điểm nhấn của phong cách trang điểm này là gì và nó có gì khác biệt so với phong cách trang điểm trước? Hãy cùng với chúng tôi khám phá trong chương trình ngày hôm nay nhé! Xu hướng trang điểm mới này vẫn áp dụng hai tông màu chính là hồng và vàng, nhưng có sự xuất hiện thêm của nhũ vàng kim tuyến. Bắt đầu vẫn luôn là bước nền quen thuộc với các thao tác lần lượt, kem lót, kem nền, kem che khuyết điểm, phấn phủ. Hãy lựa chọn tông nền theo màu da để tạo sự tự nhiên cho khuôn mặt của mình. Tiếp theo là phấn mắt. Sử dụng màu hồng nhạt tán đều ở bầu mắt và dùng màu vàng highlight nhẹ ở phía cuối đôi mắt, giúp đôi mắt nổi bật hơn. Điểm nhấn của style trang điểm này chính là lớp nhũ vàng kim tuyến phủ đều dưới bầu mắt trên và sát viền mắt dưới. Hãy chấm phấn nhũ thật nhẹ để tránh hiện tượng vón cục, sẽ làm đôi mắt trở nên loè loẹt và mất thẩm mỹ. Đừng quên kẻ eyeliner và chút mascara để có cặp mi dày ấn tượng. Son môi màu hồng cánh sen là sự lựa chọn phù hợp để hoàn thiện phong cách trang điểm này. Cùng xem người mẫu sau khi được biến hóa bởi bàn tay của chuyên gia nhé! Viền mắt chính là điểm nhấn đặc biệt của phong cách trang điểm Gold Pink Glittery. Các bạn thấy sao ạ? Còn chần chờ gì mà các cô gái của chúng ta không thử ngay phong cách trang điểm này cơ chứ? Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!